Kinh số 136 Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt mahakamma Vibhanga Sutta 298 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, Tôn Giả Samedi trú tại một cái cốc trong rừng, rồi du sĩ ngoại đạo Potali Putta, tiêu giao tản bộ, tuần tự du hành, đi đến Tôn giả Samidi. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Samidi những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Potali Putta thưa với Tôn giả Samidi. Này hiền giả Samidi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự thân nghe Tự thân ghi nhận như sau. Hư vọng là thân nghiệp. Hư vọng là khẩu nghiệp. Chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và có một thiền chứng. Samapatti. Do thành tựu thiền chứng này. Sẽ không có cảm giác gì. Này hiền giả Potali Putta. Chớ có nói vậy. Này hiền giả Potali Putta. Chớ có nói vậy. Chớ có phỉ bán thế tôn vì bán thế tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và hiền giả có một thiền chứng, do thành tựu thiền chứng này sẽ không có cảm giác gì. Ngài xuất gia đã bao lâu? Thưa hiền giả Samidi. Không lâu, thưa hiền giả, có ba năm. Nay ở đây chúng tôi còn hỏi các tỷ kheo trưởng lão làm gì khi một tân tỷ kheo nghĩ rằng cần phải bảo vệ vị đạo sư như vậy. Thưa hiền giả Samidi, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thời người ấy có cảm giác gì? Này hiền giả Potali Putta, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thời người ấy cảm giác khổ đau, rồi du sĩ ngoại đạo Potali Putta không tán thán, cũng không phản đối lời nói của Tôn giả Samedi. Không tán thán, không phản đối, du sĩ ngoại đạo Potali Putta từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. 299. Rồi Tôn giả Samedi sau khi du sĩ ngoại đạo Potali Putta ra đi không bao lâu, liền đi đến Tôn giả Ananda sau khi đến nói lên với tôn giả ananda những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả samidi kể lại cho tôn giả ananda tất cả cuộc đàm thoại với du sĩ ngoại đạo potali putta sau khi nghe nói vậy tôn giả ananda nói với tôn giả samidi này hiền giả samidi đây là đề tài một câu chuyện cần phải ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Samidi, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy trình bày lên Thế Tôn rõ ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy như vậy thọ trì. Thưa vâng hiền giả. Tôn giả Samidi vâng đáp tôn giả Ananda rồi tôn giả ananda và tôn giả samidi đi đến thế tôn sau khi đến đành lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả ananda trình lên thế tôn tất cả câu chuyện giữa tôn giả samidi với du sĩ ngoại đạo potali putta khi nghe nói vậy thế tôn nói với tôn giả ananda này ananda ta chưa từng thấy dasana du sĩ ngoại đạo potali putta thời câu chuyện này từ đâu xảy ra này ananda câu hỏi đáng lý phải trả lời phân tích rõ ràng cho du sĩ ngoại đạo potali putta lại được kẻ ngu si samidi này trả lời theo một chiều khi nghe nói vậy tôn giả udazi bạch thế tôn bạch thế tôn nếu đây là ý nghĩa của tôn giả samidi nói lên thời cảm giác gì người ấy cảm thọ là cảm giác khổ đau. 300. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: "Này Ananda, hãy xem con đường sai lạc của kẻ ngu si Udasi này. Này Ananda, ta biết rằng nếu nay kẻ ngu si Udasi này mở miệng ra đề cập vấn đề gì, ông ấy sẽ mở miệng đề cập một cách không hợp lý." Azoniso. Này Ananda, thật sự chỗ khởi thủy của du sĩ ngoại đạo Potali puta hỏi là về ba cảm thọ. Này Ananda, nếu kẻ ngu si Samidi này được du sĩ ngoại đạo Potali puta hỏi như vậy và trả lời như sau. Này hiền giả Potali puta nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc thọ. Này hiền giả Potali Putta, nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. Này hiền giả Potali Putta, nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến bất khổ, bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác bất khổ bất lạc thọ nếu trả lời như vậy này ananda kẻ ngu si samidi đã trả lời một cách trơn tránh cho du sĩ ngoại đạo potali putta và lại nữa này ananda những kẻ du sĩ ngoại đạo ngu si kém học họ sẽ hiểu được đại phân biệt về nghiệp của như lai này ananda nếu ông nghe như lai phân tích đại phân biệt về nghiệp bạch thế tôn nay đã đến thời bạch thiện thệ nay đã đến thời thế tôn hãy phân tích đại phân biệt về nghiệp sau khi nghe thế tôn các tỷ kheo sẽ thọ trì vậy này ananda hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói thưa vâng bạch thế tôn Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Ananda, có bốn loại người này có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này Ananda, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nhưng ở đây, này Ananda, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này. Ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có tránh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này. Nhưng ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có tránh kiến. Sau khi tân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú Đọa xứ địa ngục. 301. Ở đây này Ananda, có vị sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh tác ý, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, nhờ thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người ở đây sát sanh lấy của không cho. Sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Vị ấy nói như sau: Thật sự có những ác nghiệp, có quả báo ác hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây Sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Vị ấy nói như sau: Chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai biết như vậy, những vị biết một cách trơn tránh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí. Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy tự mình hiểu rõ ở đây vị ấy nắm giữ chấp trước và tuyên bố chỉ như vậy mới chân thực ngoài ra đều là hư vọng ở đây này ananda có sa môn hay bà la môn nhờ nhiệt tâm nhờ tinh tấn nhờ cần mẫn nhờ không phóng giật nhờ tránh tác ý nên tâm nhập định khi tâm nhập định nhờ thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân vị ấy thấy có người ở đây sát sanh lấy của không cho sống tà hạnh trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói ác khẩu nói lời phù phiếm có tham dục có sân tâm có tà kiến sau khi thân hoại mạng chung vị ấy được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này vị ấy nói như sau Thật sự không có những ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này. Vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều được sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này. Những ai biết như vậy, những vị biết một cách trơn tránh, những ai biết khác như vậy chí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Ở đây, này Ananda, có sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng giật nhờ tránh tác ý nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, nhờ thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người ở đây từ bỏ sát xanh từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có tránh kiến sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói như sau: "Thật sự có những thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm." từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có tránh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói như sau, chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có tránh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách trơn tránh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí. Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị ấy nắm giữ chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Ở đây, này Ananda, có sa môn hay bà la môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng giật, nhờ tránh tác ý nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, nhờ thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có tránh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vị ấy nói như sau, thật sự không có những thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh và ta đã thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có tránh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vị ấy nói như sau Chắc chắn tất cả mọi người Từ bỏ sát sanh Từ bỏ lấy của không cho Từ bỏ tà hạnh trong các dục Từ bỏ nói láo Từ bỏ nói hai lưỡi Từ bỏ nói ác khẩu Từ bỏ nói lời phù phiếm Từ bỏ tham dục Từ bỏ sân tâm Có tránh kiến Sau khi thân hoại mạng chung Họ đều bị sanh vào cõi giữ Ác thú, đọa xứ, địa ngục những ai biết như vậy, những vị biết một cách trơn tránh những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. 302. Ở đây này Ananda, Sa môn hay bà la môn nào nói như sau: Chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp, như vậy ta chấp nhận cho vị ấy. Vị ấy nói như sau: Tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Như vậy, ta cũng chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau, chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau, những ai biết như vậy, những vị biết một cách trơn tránh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ chấp trước và tuyên bố chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà la môn nào nói như sau? chắc chắn không có ác nghiệp, không có quả báo ác hại. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sau: Tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, Tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau: Chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này như vậy ta không chấp nhận cho vị ấy và nếu vị ấy nói như sau những ai biết như vậy những vị ấy biết một cách trơn tránh những ai biết khác như vậy trí của họ thuộc tà kiến như vậy ta không chấp nhận cho vị ấy điều vị ấy tự mình biết tự mình thấy tự mình hiểu rõ ở đây vị ấy nắm giữ chấp trước và tuyên bố chỉ như vậy mới chân thực ngoài ra đều là hư vọng như vậy ta cũng không chấp nhận cho vị ấy vì cớ sao khác như vậy này ananda là trí của như lai về đại phân biệt về nghiệp ở đây này ananda sa môn hay bà la môn nào nói như sau chắc chắn có thiện nghiệp có quả báo thiện hạnh như vậy ta chấp nhận cho vị ấy và vị ấy nói như sau tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sát xanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi từ bỏ nói ác khẩu từ bỏ nói lời phù phiếm từ bỏ tham dục từ bỏ sân tâm có chánh kiến sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta cũng chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau, chắc chắn tất cả những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phủ phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau, những ai biết như vậy, những vị biết một cách trơn tránh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp ở đây này ananda sa môn hay bà la môn nào nói như sau chắc chắn không có thiện nghiệp không có quả báo thiện hạnh như vậy ta không chấp nhận cho vị ấy và vị ấy nói như sau tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sát xanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi từ bỏ nói ác khẩu từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có tránh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau, chắc chắn những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu Từ bỏ nói lời phù phiếm Từ bỏ tham dục Từ bỏ sân tâm Có tránh kiến Tất cả sau khi thân hoại mạng chung Họ đều sanh vào cõi giữ Ác thú, đọa xứ, địa ngục Như vậy Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy Và nếu vị ấy nói như sau Những ai biết như vậy Những vị ấy biết một cách trơn tránh Những ai biết khác như vậy của họ thuộc tà kiến như vậy ta cũng không chấp nhận cho vị ấy điều vị ấy tự mình biết tự mình thấy tự mình hiểu rõ ở đây vị ấy nắm giữ chấp trước và tuyên bố chỉ như vậy mới chân thực ngoài ra đều là hư vọng như vậy ta cũng không chấp nhận cho vị ấy vì cớ sao khác như vậy này Ananda là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. 303 Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ cho người ấy làm lúc trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ cho người ấy làm về sau, hay trong khi mạng chung một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi giữ ác thú, đọa xứ địa ngục và ai ở đây sát sanh lấy của không cho sống tà hạnh trong các dục nói láo nói hai lưỡi nói lời ác khẩu nói lời phù phiếm có tham dục có sân tâm có tà kiến người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác ở đây này ananda người nào sát sanh lấy của không cho sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này, hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm lúc trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm về sau. Hay trong khi mạng chung một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt, do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Và ai ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác ở đây này ananda người nào từ bỏ sát xanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi từ bỏ nói ác khẩu từ bỏ nói lời phù phiếm từ bỏ tham dục từ bỏ sân tâm có chánh kiến sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này, hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm từ trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mạng chung một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú thiên giới, cõi đời này. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác ở đây này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phủ phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có tránh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm từ trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mạng chung một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi từ bỏ nói ác khẩu từ bỏ nói lời phù phiếm từ bỏ tham dục từ bỏ sân tâm có chánh kiến người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác như vậy này ananda có nghiệp vô hữu tợ vô hữu có nghiệp vô hữu tợ hữu có nghiệp hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ vô hữu. Thế tôn thuyết rằng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỉ tín thọ lời thế tôn dạy.